Nhóm thân nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Dạ, hôm nay thì con cũng như là chị ba cũng khá là vui luôn đó cô chú anh chị các bạn ơi. Bởi vì có một cái phần quà cũng khá là bất ngờ và đặc biệt dành tặng cho bạn Quỳnh nha. Dạ, thì cái món quà của ngày hôm nay đến từ Mạnh Thường Quân đó là bé Minh Hạnh. Thì hôm trước có thông qua một cái video khi mà Cẩm đến thăm Quỳnh đó, thì có nghe được cái lời tâm sự của Quỳnh, đó là cái phần tiền học phí là vẫn chưa có đóng đủ, cho nên nó là bé Minh Hạnh cũng rất là thương luôn, nên là muốn dành một cái phần quà đến tặng cho bạn Quỳnh nha. Dạ, ngày hôm nay thì cũng có Quỳnh ở đây để mà mình hỏi thăm Quỳnh và gửi phần quà của bé Minh Hạnh đến cho bạn Quỳnh nha. Trước khi mà hai chị em chị trao quà cho muốn quà bất ngờ cho Quỳnh á, thì Quỳnh cho chị hỏi một số vấn đề về học tập của em nha. Từ năm nay là nghe nói là cưng là năm cuối nữa nha. Đúng rồi chị, em năm cuối này sắp kết thúc học kỳ 1 của năm cuối này chị. Rồi Quỳnh còn đi học không? Quỳnh còn đi làm ở chỗ tuyến đầu bóng tôm không? Em nghỉ rồi 3 tuần trước để em tập trung cho học ạ. Theo như chị biết năm cuối á là mình rất là nhiều khó khăn luôn á. Mình có lo lắng về cái việc gì mà sắp tới mình ra trường không? Dạ, là qua Tết là em sẽ bắt đầu đi tìm công ty để thực tập, rồi xin trường viết đơn giới thiệu để em được vào công ty đó. Mà em cũng không biết kiếm công ty thực tập ở đâu, tại vì em cũng không có người quen hay là người thân gì làm ở công ty lớn. Công ty nào cũng được, tại em học chuyên ngành kế toán, làm bên tài chính chị. Vô công ty thì mọi người sẽ hướng dẫn nè, chị dẫn cho em. Em cũng có giáo viên hướng dẫn thực tập đó chị. Theo như chị biết á, thì thường thường á, sắp mình sắp ra trường á là mình phải tự tìm công ty, rồi mình viết đơn này kia, rồi người ta cho mình cái miếng giới thiệu. Thì Quỳnh có chọn được công ty chưa? Dạ chưa. Tại vì dạo này nền kinh tế cũng hơi khó khăn, rồi mấy công ty ở An Giang thì cũng không được ổn định lắm đó chị, nên họ sẽ ít nhận là sinh viên đi thực tập. Tại vì tài chính của các công ty họ cũng không ổn định, rồi sinh viên thì phần lớn là số lượng ra trường cũng đi thực tập cũng nhiều, nên em sợ sức cạnh tranh của mình không lại với bạn. Tại vì có khi thì mấy bạn có người thân hoặc là người quen thì sẵn ở công ty thì mấy bạn xin dễ hơn em. Em là người kiểu là xa lạ, đâu quen biết gì với họ đâu. Cái đó cũng là cái món trăn trở của lo lắng của Quỳnh ha. Ra trường là một mình học tới năm cuối rồi, tới cái lúc đi thực tập cũng phải tìm kiếm công ty. Ở trường là nó không có giới thiệu công ty cho mình luôn phải không? Dạ, em nghĩ em được nghe cô nói là giới thiệu đơn, còn nếu cuối cùng mình không có công ty thực tập, em nghĩ là chắc trường cũng sẽ có hướng giải quyết, chắc trường cũng sẽ giới thiệu công ty. Nhưng khi đó em nghĩ là trễ hơn so với mấy bạn cùng học rồi chị. Kiểu là người ta thực tập xong rồi, mới gần xong rồi mình mới có chỗ để thực tập rồi. Mình cũng khó ha. Khó rồi. Kiểu ra trường không đúng thời hạn, trễ hơn mấy bạn. Cái chuyên ngành của Quỳnh đó, nếu như mà đi xin giờ thực tập ở những cái công ty giống như là ở những cái khu công nghiệp thì được không Quỳnh? Công ty về như là bán hàng này nọ, khu công nghiệp thì nó hơi lớn rồi bạn. Chị nghĩ là công ty tư nhân. Vậy là chỉ là những cái công ty quy mô nhỏ thôi để mình thử sức của mình làm việc ha. Còn nếu như mà so với những cái công ty mở khu công nghiệp thì họ làm có quy mô lớn rồi, cho nên là mình thì không đủ công sức. Ty đó là công ty nước ngoài. Sợ họ khắt khe mấy gì đó mình nghĩ là không được. Vậy là ở trường là họ cũng không có đưa ra sẵn một cái danh sách để mà mình lựa chọn công ty khi mà đi thực tập, mà mình phải đi thực tập luôn ở ngoài hả Quỳnh? Cái này là do tự thân vận động của các bạn sinh viên. Nếu không được, khó khăn quá, kiểu là đến cuối cùng vẫn không có công ty thực tập, thì chắc trường sẽ tìm cách giải quyết giới thiệu công ty cho sinh viên. Quỳnh ơi, hôm trước mà cả cái cảnh đi tiền hỗ trợ tiền tháng cho em đó, thì em nói là em cái học phí của em của năm học năm tư của học kỳ 1 đúng không? Dạ. Mà bây giờ là hiện tại là em đóng đủ chưa? Dạ, lần trước mấy chị ghé thì em còn mấy chị cho em 3 triệu của anh Trách Có Lâm,
Dạ, nhưng mà còn vẫn còn thiếu là 2.440.000. Em xin gia hạn rồi. Dạ, rồi mấy chị tới là cho lần này là cho lần trước là cho em của chú mình gửi về 200 đô là em bù vô để đóng học phí là đủ luôn ạ. Giờ em còn thiếu những cái học phí gì nữa không? Dạ, hiện tại là em vẫn còn cần tiền để đóng tiền đi thi tiếng Anh, rồi tiền đi thi tin học, với lại là chuẩn bị tiền để đi thực tập đó chị. Cái đó mình có dự trù được khoảng trong bao nhiêu không Quỳnh? Tại vì thi tiếng Anh là đi thi là Quỳnh xuống Cần Thơ, rồi tiền ăn uống này nọ nữa, đi thi là tiền 1.500.000. Tiền đi thi tin học thì là 600.000. Trừ 600 là 2.1 rồi. Quỳnh đi xuống Cần Thơ thì kiểu là Quỳnh phải tiền xăng, tiền ăn với lại chỗ ở, rồi Quỳnh đi riêng lẻ hoặc là đi chung với trung tâm thì đóng tiền xe cho trung tâm. Thì cái phần mà tiền phát sinh đó thì mình chưa biết được bao nhiêu, nhưng mà về cái phần mà tiền mà đóng cái phần thi á thì mình cụ thể là 2.100.000 đồng. Đúng rồi. Cũng nhiều ha. Dạ. Thì hôm nay á hai chị đại diện cho Mạnh Thường Quân đó là bé Minh Hạnh gửi thấy cái mối trăn trở của em á, rồi bé Minh Hạnh thấy được nên gửi tặng cho em một phần quà. Thì chị thì với Ngân thì không biết phần quà đó là gì, thì chị gửi cho em xem nha. Dạ. Đây. Em xin phép mở chị. Em run quá. Dạ. Là 4.800.000. Bé Minh Hạnh có gửi về là 200 đô. Dạ. Bé nói là có căn dặn chị kỹ á, là 100 đô thì gửi cho em đóng các khoản chi phí của học phí. Dạ. Rồi 100 đô á là để cho em ăn uống bồi dưỡng sức khỏe này kia, để em chuẩn bị tốt, để có sức khỏe tốt được mình ra trường. Dạ. Em, tại vì bé thấy là hôm nay em thấy ốm quá trời, ốm luôn xanh xao nữa nè, nên bé có gửi cho em. Dạ. Dạ. Con bé. Bé Minh Hạnh. Dạ, chị cảm ơn bé Minh Hạnh rất là nhiều luôn. Là tiền học phí là chị chú Quỳnh đã cho chị đóng đủ rồi, nên nhưng mà vẫn còn thiếu những phần còn lại, tiền đi thi tiếng Anh, tiền đi thi tin học và những phần khác mà chị không lường được. Nên chị sẽ dùng số tiền này vào mục đích học tập và ăn uống và bổ sức khỏe để cho bé đừng lo lắng cho chị nữa. Chị xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn bé rất nhiều luôn. Đợt sau là mình sẽ cân ký nha, giờ chút xíu nữa trước khi về sẽ cân ký, xong rồi khi mà đợt sau vô thăm Vịnh nó là sẽ cân ký lại cái nữa coi là có lên được cân nào hay không nha. Con xin cảm ơn tất cả các chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng gia đình con, đã hỗ trợ cho con trong suốt quá trình học tập mấy năm trời qua. Và con cũng xin cảm ơn anh chị nhóm Hôn Nữ Miền Tây đã giúp đỡ con, đã là cầu nối để giúp đỡ các Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước giúp đỡ con. Con xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Con rất là biết ơn mọi người luôn, vì mọi người đã tiếp bước cho con được đi học tiếp tục. Con nếu không có mọi người thì con cũng không biết làm sao nữa. Con cũng không biết là mình sẽ có được tiếp tục đi học hay không. Nhờ có mọi người mà con không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Con chỉ có hồi không có cái gì Mạnh Thường Quân là con phải chật vật đi làm thêm, học ít lại để cho mẹ đỡ tiền học phí ra. Nhưng mà hiện tại là con cảm thấy là con rất là vui luôn, vì nhờ có mọi người mà con được tiếp tục đi học, được đến trường, được gặp thầy cô, được gặp bạn bè và được thực hiện ước mơ của mình. Con sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để sau này con có thể ra trường và sẽ tìm được một công việc mà mình yêu thích, sẽ kiếm được rất là nhiều tiền để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn như con. Con xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân và cảm ơn anh chị nhóm Hôn Nữ Miền Tây rất là nhiều luôn ạ. Yeah.
À, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Ở đây thì những cái vị mạnh thường quân giúp đỡ cho Quỳnh cũng chỉ vì là muốn Quỳnh có thể có được một cái tương lai tốt đẹp hơn, sau này có được một công việc ổn định để có thể ít nhất là lo cho bản thân, sau đó là lo thêm cho gia đình của mình. Thì hy vọng là với những cái sự giúp đỡ và yêu thương của mạnh thường quân thì Quỳnh sẽ càng ngày học tập càng tốt hơn, và sau này sẽ có một công việc đúng giống như là Quỳnh mong ước nha.